Chiều nay, Công an thành phố Đà Nẵng đã có buổi làm việc với Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng về công tác phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và cải cách hành chính trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng. Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi về hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng với các nội dung, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến an ninh trật tự, luật cư trú, căn cước công dân, công tác cải cách hành chính và phương thức thủ đoạn hoạt động phạm tội. Dựa trên các ý kiến góp ý và thống nhất, trong thời gian tới, Phòng Tham mưu của Công an thành phố và Phòng chuyên đề Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng sẽ phối hợp thực hiện nội dung tuyên truyền dưới hình thức chương trình tọa đàm, giải đáp pháp luật liên quan đến thủ tục hành chính công trên lĩnh vực an ninh trật tự, có liên quan đến các cá nhân, tổ chức nhằm tuyên truyền giải đáp pháp luật rộng rãi đến người dân.